chiến sĩ, chiến sĩ anh hùng đầu lưng lửa sắt, 56 ngày đêm khép kín ngủ hầm mưa dầm cơm vắt, máu trộn cùng nhau, gan không núng chí không mòn, với các đại đoàn 308 quân biên phòng, đại đoàn 312 chiến thắng, đại đoàn 316 công lao, đại đoàn 304 vinh quang, đại đoàn tân pháo 331 và trung đoàn pháo cao xạ 367 góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, nòng cốt để xây dựng các quân đoàn chủ lực, lực lượng pháo binh công binh phòng không của quân đội ta. Đang tiến vào lễ đài là với năm sĩ quan an ninh nhân dân ngay sau cách mạng tháng 8 và các cuộc hành chiến chống thực dân Pháp, lực lượng an ninh nhân dân đều cao tinh thần cảm giác gắn bó mật thiết với nhân dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động tình báo gián điệp bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ. Ngày nay lực lượng an ninh nhân dân quảng khai khó khăn hết khổ chiến đấu anh dũng hy sinh bao cả lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc được đảng nhà nước tặng thưởng của quân dân sắc bạc. Khối lực lượng tác chiến công an mạng đang tiến vào lễ đài, ra đời trong thời kỳ khoa học công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, lực lượng tác chiến công an mạng quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng phát triển lớn mạnh, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các ban bộ ngành và địa phương, đấu tranh với các thủ đoạn của các thế lực bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống thông tin quân sự quốc phòng, hệ thống thông tin trọng điểm quốc gia, tập hợp bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa. Lục quân đại diện cho binh chủng hợp thành quân đội nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng, lực lượng lục quân quân đội nhân dân Việt Nam luôn phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến quyết thắng, chiến đấu anh dũng, lập những chiến công hiển hách từ xa cách ngàn dặm đến Điện Biên Phủ, từ núi Thành Hoa đến Hồ Chí Minh lịch sử. Nhiệt liệt chào mừng khối nữ sĩ quan quân y đang tiến vào lễ đài. Cùng với đội ngũ thầy thuốc quân y, các nữ sĩ quan quân y luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất, vừa chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bất cứ điều gì tư bệnh binh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần một thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ vào ngày tháng mùa xuân năm 1975. Đội ngũ bác sĩ quân y luôn tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, phấn đấu rèn luyện theo phương châm. Đây là lực lượng được tuyển chọn đặc biệt, huấn luyện, rèn luyện đặc biệt để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt, phát huy những chiến công vẻ vang của tình báo quốc phòng Việt Nam. Chiến sĩ đặc nhiệm luôn mài sắc ý chí, ngày đêm luyện rèn, tinh thông nghiệp vụ, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xứng đáng là lực lượng đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành của đảng, nhà nước và nhân dân. Khối sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Trải qua gần 70 năm xây dựng trưởng thành, Hải quân Nhân dân Việt Nam được tôi luyện phát triển ngày càng lớn mạnh, chiến đấu chiến thắng vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt xuất sắc là nòng cốt quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng lục địa, xây đắp nên truyền thống chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ quyền, quyết chiến quyết thắng, được đảng nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đang tiến vào lễ đài là khối nữ lực lượng gìn giữ hòa bình của quân đội nhân dân Việt Nam. Hành trình 10 năm xây dựng trưởng thành, các lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của đảng, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Khối sĩ quan cảnh sát biển Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng chuyên trách nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn, quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam trên biển, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, lập nên truyền thống kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật. Đang tiến vào lễ đài là khối sĩ quan biên phòng,
tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ đặc công với truyền thống đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí áo bào, anh hiểm anh lớn, một đội đặc công đã làm cho quân của quân hồn và nhìn đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của tổ chức thống nhất đất nước. Tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội, các thế hệ cán bộ chiến
chiến sĩ cảnh sát nhân dân chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, viết nên truyền thống cảnh sát Việt Nam mưu trí dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương Sao Vàng, huân chương Hồ Chí Minh. Nhiều tập thể cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng. Là mỗi năm sĩ quan an ninh nhân dân ngay sau cách mạng tháng tám và trong cuộc kháng chiến chống quân dân Pháp xâm lược, lực lượng an ninh nhân dân đã nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, gắn bó mật thiết và huy động sức mạnh của nhân dân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động tinh máu của ác liệt, bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ. Lực lượng an ninh nhân dân không quản ngại khó khăn gian khổ, chiến đấu anh dũng hy sinh toàn tâm, nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc như mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đơn đảng nhà nước tặng quân hùng huân chương Sao Vàng, huân chương Hồ Chí Minh. Oh.
lãnh đạo, nhân dân đảo đảng.